Chào buổi sáng nha cả nhà ha. Thì sáng nay mình tiếp tục mình đi thăm bãi gắn nha cả nhà ha. Thì mình thường thường á, mình quay á là những cái nào mình dính á, mình mới quay cho cả nhà mình coi. Còn những cái nào mà không dính á, mình ít khi mình quay lắm. Tại vì cả nhà mình coi quay nhiều quá, tao cứ sợ mấy cái mà không dính thì coi thì chán lắm cả nhà. Thường thường là mình quay dính á, mình mới quay cho cả nhà mình coi. Thì cả nhà mà thấy kênh mình hay thì cho mình xin một đăng ký và một lượt chia sẻ ha cả nhà ha. Giờ mình đi thăm cái đầu tiên cả nhà. Nằm ở đâu rồi, lâu quá không biết đâu, nằm đâu luôn nha. Này nè cả nhà, cái này là lâu lắm không dính nè, biết bữa nay nó có dính không. Thì cái chỗ nào mình quay cận cảnh cho cả nhà coi được thì coi, còn cái chỗ mình quay không có quay cận cảnh thì cả nhà mình coi được nha. Thì thấy là con chuột còn nguyên cái gì đó. Rồi, cái này mình dài luôn cả nhà, lâu quá không chạy, con chuột còn nguyên luôn cả nhà. Em hổ ngựa đầu tiên ở cả nhà nha. Thì cái này mình thăm ngoài đường lộ nên mình không quay cho cả nhà mình coi được ha. Thì mình thăm ngoài đường lộ là mình dở rồi mình bỏ đồ lọc khác cho cả nhà. Cái này là anh em đồng đạo lấy cái bẫy của nhau không? Con này cả ký lô cả nhà. Rồi, đây nè, con hạp mặt nó đây nè. Chào khán giả rồi, đó chào khán giả nha. Hả, hổ ngựa mới vô thôi cả nhà, con này cả ký lô luôn cả nhà, bự. Mình hết nói. Nhìn thấy không? Đó. Nhìn thấy trống nè. Đó, nhìn thấy không? Đó. Bự cái nhà. Mình bắt ra luôn cho cái nghe mình coi ha. Mấy con này không biểu diễn được cái nhà nha. Thì anh Dũng, anh Phụng, anh biểu diễn là anh nhập viện đó cả nhà. Nên chơi cái môn này là không biểu diễn được nha cả nhà nha. Mặc dù nó biết nó độc hay không độc nha cả nhà, không biểu diễn được. Vì là ra thôi cả nhà. Mặc dù là mấy con ngựa này không độc nhưng mà nó cắn chảy máu cả nhà. Mình không biết chảy máu xíu nào. Thấy không? Để cho mình kêu cả nhà coi con ngựa bự nha. Ngựa này bự cả nhà không nói nè. Ngựa này ngựa cái luôn cả nhà. Tháng này có ngựa có trứng nha cả nhà ha. Tháng này ngựa có trứng nha. Ồ quá trời ngựa bự. Cả ký luôn nha cả nhà, không nhỏ nha. Nè, nghe thấy không? Cái bệnh nó cơ này là không có nhỏ nha. Nè, nghe thấy không? Đó. Qua đã không cả nhà. Ngựa này bự nha. Đó, nghe thấy không? Đó. Bự nha cả nhà. Đó, thấy cả nhà thấy không? Con ngựa bự nha. Rồi. Mới thăm hai cái tiếp theo thì dính được hai con nữa ra nhà, hoành nha cả nhà ha. Hành ba ha. Nó hành ba cả nhà, lè lè lưỡi nè. Rồi, bên đây. Lên của em ngựa đỏ nữa cả nhà ơi. Ngựa đỏ lông thằng chưa? Nè, lâu lắm không mới dính ngựa đỏ. Ngựa đỏ cả nhà. Đó, nó soi mối đường kia kìa. Kìa. Đó nó chạy lại kìa. Đó, cả nhà thấy không? Bắp. Bắp chạy tiêu luôn. Về lại đây nè. Đâu kiến dữ ta, con này kiến dữ vậy. Cái đây chút mày này, bắt cái ra luôn cả nhà. Cái này ra trước đây, cái này ra trước đây. Thấy con ngựa này nó sung lắm cả nhà, gọi là hổ chó đó, sung sung bậc khí. Xung cho ra trước, con không xung cho ra sao. Rồi, lại đi. Kìa. Nè. Người đỏ cả nhà ha. Nè. Người đỏ ha, đỏ tươi luôn cả nhà thấy không. Đó, đó. Trói hơi trói nắng ha cả nhà ha. Người đỏ ha. Con này phải chừng nửa ký ăn lên ha cả nhà. Không bự không, không bà con nãy một con kiến trắng qua cả nhà. Dính là xúc lòng. Rồi tiếp theo là
em hành nha cả nhà ha, không hành nha cả nhà, con này không hành, hành ba cả nhà, dính không, con ngựa bự không mê còn không hành ba đây, hành đầu tiên nha cả nhà ha, hành ba nha cả nhà nha, theo rồi giờ mình bỏ chuột đặt lại luôn nha cả nhà nha. Đây mình thăm ở khu vực này nè cả nhà, thì cả nhà thấy đường lỗ đan không, nè lỗ đan nè đó, thì nhà người ta gì nè đó, gì nè, nên mình thăm á là mình lấy cái này vô rút cái kia ra nếu dính nha cả nhà, chứ mình không bắt ở ngoài đường nha cả nhà, coi được bắt ngoài đường là bắt rồi là xong luôn á, là không còn cái bẫy nào luôn á. Tiếp tục lên hành hành nhì cả nhà, con này hơn 3 lạng, trên 3 lạng rưỡi nha cả nhà, thì mình mới thăm mới dính đường ở đi đường đi thôi cả nhà nè, không ghê không, hầu như là mình đặt cặp đường đi cả nhà, thì hầu như là mấy chỗ đó thì nó dễ dính cả nhà, nhưng mà nó ngược lại thì nó cũng dễ mắc cả nhà, thì nó được cái này mắc cái kia cả nhà ơi, chứ không có được toàn diện đâu cả nhà nha, thì lụm em nào hay em đó rồi cả nhà. Dạo này đồng bọn thì nó ưa lấy lắm cả nhà, có khi là thấy bẫy mình phải không, nó không lấy ngay cả nhà nha, nó đặt chán chơi cuộc đời á, mình không thấy bẫy nó đặt chán chơi cuộc đời phải không, cái đầu nó đi là nó sẽ lấy của bẫy mình đi luôn cả nhà nha, chơi khôn gì đó chứ, chơi là không ai chơi lại luôn đó. Cả nhà nha. Mấy con này là bị tiêu chảy hết cả nhà, bắt ra là ỉa, hầu như là loại này là bị tiêu chảy cả nhà nha. Bây giờ bỏ chuột đặt lại luôn cả nhà, tác hại do việc làm biến của mình nè cả nhà, thì cái này hôm bữa mình đặt đằng kia kìa, thì con chuột bự nè nó vẫn ăn con chuột nhỏ của mình, nó cắn chuột nhỏ chích que luôn cả nhà nha, nó cắn chích que luôn á, thì mình làm biến thay, thì bữa nay vô con hành nè cả nhà, hành thì 3 lạng mấy luôn cả nhà, bự ghê cả nhà mình coi. Nó con chuột chà bá luôn cả nhà ha, chuột này vô chịu đâu nổi nó đâu, nó đẩy hành bứt luôn, thiệt buồn hết sức buồn luôn, ăn cái đầu hành nè, còn gì của nữa, hành cả nhà thấy không, hành đâu phải hành nhỏ đâu, nó thiệt cái việc làm biến chán, nhìn bắt nó ra bỏ luôn sao nhà, giết chuột luôn. Tiếp tục cả nhà, lên được em hành ba nữa cả nhà nha, đây tháng này thành ba con cả nhà, không gà mình đặt không có nhì nhất gì chứ cả nhà ơi, buồn ghê thì chứ nhì nhì cũng có mà nhất là thua luôn, toàn thấy ba không, trời đỡ hơn dính hôn ngựa cả nhà, dính hôn ngựa mệt lắm, hại não lắm, dính mấy người chán vô cùng lắm, nói chung là có cũng đỡ hơn không cả nhà ha, để nó lẹ vậy ha. Mới đây mình chém cái đầu của mình về dưng đây, em hành ba của mình nghe cả nhà nha, đây chúc lên hành ba đó cả nhà, đây mình lấy đi từ. Em hành ba cả nhà ha. Đó. Ngon cả nhà. Rồi, bắt ngay luôn cả nhà. Trời nắng quá. Chắc này mà nắng tháng này gần tháng 4 mà. Nắng quá cả nhà. Không chịu nổi luôn. Hành ba cả nhà ha, bỏ chuột lại luôn cả nhà, lè. Cái lợp này là dính 3 con rồi cả nhà nha, 3 con rồi đó, con chuột còn nguyên, cái này đang kẹt đầu chết vì nó càng thịt không, giờ mày thả con chuột này bỏ luôn cả nhà, chứ để con chuột này nguy hại quá, đeo 3-4 tuần luôn mà dính hoàn xíu cả nhà. Nản thì cái chỗ này là đáng lý là một hàng lớn nè, nghe thấy không, địa hình là bao ngon luôn á,
có chỗ này không. Mà sao dính hàng nó nhỏ không? Hiểu nổi luôn. Có cái máy cơ. Bữa nay ngày gì toàn hành ba nữa nha. Ba với ngựa. Không có này nghỉ nhất trên ráo. Tiêu chảy nè. Dân này dân tiêu chảy luôn nha nè. Hành ba nè. Chán thì chi. Bỏ chỗ đặt lại luôn cả nhà. Đây là cái thành quả hôm nay của mình nha cả nhà ha. Thì hành với hai con ngựa cả nhà ơi, toàn hành ba với hành ba hồng với hành ba không, có con ngựa này cả ký. Nãy mình căng được có 2 kg. 2 kg 3 cả nhà. Thắt thu rồi. Ai dùng hú mình nha cả nhà. Con nhỏ nằm trên này nè cả nhà thấy không? Nằm dưới kia kìa. Mình chỉ có ô lớn trước đi. Hơi dịp hướng nó. Ô lớn nằm trong đây nữa cả nhà. Đây. Mình cho cả nhà coi nè. Ô siêu to luôn nha. Lâu lắm mới gặp được con này nha cả nhà. Đây kìa. Cả nhà thấy cái bể nó không? Đó cái bể nó kìa, khủng khiếp không? Quá trời cái bể nó cả nhà. Đó. Thì để mình đốt cái đuốc ra cả nhà. Đốt cái đuốc này phải chơi đuốc mới được. Chứ không chịu nổi với em nó đâu. Đốt cái miếng khó khối được. Trời ở này nó bự cả nhà. Nó có khối mới được. Cái nhỏ nhỏ là làm thịt đó. Đó. Khối lên ha. Có khối là được cả nhà. Đó. Để đó đi. Từ giải quyết. Đó cả nhà thấy không? Nè, mình cho cả nhà coi nè. Ủi lắm nha nha. Siêu to luôn nằm trong đây nè. Đó, cả nhà thấy không? Ông hết hồn không? Ông gùi chà bá lửa luôn nha cả nhà nha. Ông cái cành cũng bự nữa. Đó. Nghe thấy không? Chà bá lửa luôn. Giờ biết làm ăn sao này, để mình mới quay đây được cả nhà. Mới quay được thử cái ô này, cần nằm trong tay khó làm ăn quá. Đó, để mình rút máy lên. Ây da. Thôi mình đổi đi. Để mình chỉnh cái cam này cho cả nhà mình dễ coi ha. Cái cam này thấp. Rồi. Rồi, vì là ok đó cả nhà. Mình đổi lên. Hút nó. Mặt chấm vô luôn cả nhà, quá đã cả nhà. Chấm vô luôn. Cái cành hơi bự nhất phải lấy sao rồi nè. Giờ đốt cái đuốc lên. Hít này. Cho nó cháy đi. Đó. Đó. À, chắc phải dùng tới cái cây này quá. Cái gì vậy cây? Cái gì vậy chứ? Đây. Vô vậy, dọn đường nha cả nhà. Hết rồi nó. Nằm ở chân cây đường bát. Thôi chứ. Rồi, có khói à. Khói gì là được. Đó, nhà thấy không? Siêu phẩm luôn nha, không phải nhỏ nha. Đây. Nãy giờ cả nhà không có căn cảnh được phải không? Mình lột lót à. Cho cả nhà mình coi cảnh nè, thấy ghê không, bự ghê không, ông siêu to luôn cả nhà, phê không, phê không, tắt đuốc này, tắt đuốc rồi, tiêu rồi, đó cả nhà thấy không, đó, giờ hốt này cả nhà ha, siêu phẩm nha, lâu lắm rồi mới gặp được ông bự nha, chứ không phải là lúc nào cũng được gặp đâu cả nhà, ông gùi là tìm là nó có duyên lắm cả nhà, ông mặt thì không mấy nhiêu cho ông gùi là có duyên mới gặp được nó, chứ không phải khơi gặp được nó đâu cả nhà. Sợ luôn cái dưa. Cái gì cái khủng khiếp vậy nó xa. Cái gì vừa hết chứ. Rồi tắt đây.
rồi để mình chặt cái cành đó nha cả nhà. Ây dạ, rồi cành được một ơi, được rồi, ổn ổn ổn. Đây chặt nữa rồi, đút gì vậy đây, tắt nữa rồi, cái gì cháy quá mà tắt, đụng cái là tắt, não sức nó quặn mình ra cua luôn á, không có khói mới được, không có khói mới được. Chặt ngay bỏ bớt còn không được, chặt bên này bẻ ngay chỗ này rồi. Đây mình tự cây coi nha, siêu phẩm nha. Thì ra đây mình sẽ rửa con đây ha, quá khứ con rồi. Nó phê phê quá nhỉ, phê không, quá phê, còn mặt hết nói không, tinh trùng luôn. Mình lấy cái đuốc ra, quá khứ ok đạo mình rồi. Đây nhà thấy không, mặt không, giờ mình phải gạt con như trong đây nha cả nhà ha, mình gạt con như trong đây nha, để cho nó ở lại nha, chứ không có cho nó chỗ khác được cả nhà nha. Rồi xong, có khối rồi, có khối là có ngon rồi đó. Giờ mình gạt con nó vô đây, lấy cái lá chết này, mà gạt con vô đây nha cả nhà nha. Cái tấm tàn này mình treo lại là nó không ở đâu cả nhà nha, mình treo mấy lần rồi nó không ở, nó đi luôn à, nó không ở cả nhà. Này mình vô phương kiếm chim chúa hay sao, hồi mình kiếm chúa rồi, kiếm chúa mạnh đi. Wow, vào đi vào đi vào đi vào đi rồi, còn mấy con kiếm chúa hơi cực nha cả nhà, mà không kiếm chúa nè. Người ta bắt ra ổ mấy ổ này là người ta kiếm chúa người ta nuôi không, mình không kiếm chúa. Rồi một ổ nha cả nhà ha, nhà thấy không, phải không, phải không, phải không, mặt bự ghê không đó, một chấm vô bự nha cả nhà. Giờ mình đem dẹp nó đi rồi mình bắt ổ khác nha cả nhà. Đây nghỉ đây, mới đến tàu mà tàu đốt mà nè cả nhà thấy không, đây ổ ruồi nha cả nhà đó. Đây, rất là ngon. Ồ, im quá cái này, im 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 im. Im im, nhỏ mà có vỏ, im im im. Ý mớp rồi, con lên nghe các nhà nha, còn tấm tạm mình lấy đi, mình treo lên nó không ở đâu, nó không ở đâu cả nhà ơi, mình treo mấy lần rồi, mình treo bữa trước qua bữa sau mình vô mình nó cũng chả còn. Rồi đi luôn nha, rồi đây có mấy con ve sầu kêu sầu thảm ở nhà đây, tới chỗ tập trung rồi. Thì đây mình sẽ cho các nhà coi chim ngưỡng nha, đây ổ nổ nhỏ cả nhà ha, ngon chưa, cục mặt phê không đó, thấy không, còn ổ này là ổ siêu to nha cả nhà nha. Wow, cả nhà thấy ớn lạnh chưa, ổ người cỡ này mà đâu phải chuyện giỡn cả nhà, mặt bao phê đó, chạy cho bao phê bao phê. Rồi bây giờ mình đi bắt ổ tiếp theo luôn cả nhà ha, quá đã cả nhà ha, phê chụp phê chụp đó, quá phê, ổ siêu to luôn.